In the mood for FPT. Xin chào, tôi là Hoa Hạ và bạn đang lắng nghe In the Mood for FPT, kênh podcast của chúng ta, một sản phẩm made in FPT dành cho người FPT. Trước hết có lẽ cần chia sẻ một chút về cái tên của series podcast này. Cảm hứng đến với chúng tôi từ bộ phim In the Mood for Love của Vương Gia Vệ, một trong những bộ phim lãng mạn nhất lịch sử điện ảnh thế giới. Và bài hát I'm in the Mood for Love của Bryan Ferry. Hai tác phẩm này đều gợi về những khoảnh khắc đẹp và quý giá. Không phải yêu, mà là tâm trạng khi yêu. Cũng như thế, chúng tôi mong muốn podcast không chỉ để phản ánh con người, văn hóa, các hoạt động của FPT, mà còn thể hiện được cái chất, cái hồn theo một cách gợi mở và cố gắng chạm tới mỗi người. Xin phép được dâng giải như vậy cho lần đầu tiên. Mong kênh podcast này sẽ đi muôn nơi cùng anh chị em nhà F. Dù bạn sống nhanh, sống chậm, lúc thảnh thơi, khi vội vã, In the Mood for FPT cũng sẽ mang lại cho bạn một tâm trạng yêu nhẹ nhàng. Chủ đề lần này thì không lãng mạn cho lắm, nhưng lại khá thời sự. Đó là câu chuyện tiêm vaccine phòng COVID-19. Nhiều tuần gần đây, thay vì hỏi nhau ăn cơm chưa, thì người ta hay hỏi tiêm vaccine chưa. Tôi thì đã được chích mũi đầu vào khoảng hơn một tuần trước, cuối tháng 7, trong đợt FPT tổ chức tiêm cho cán bộ nhân viên. Tôi thấy đây thực sự là một cơ may. Cái may đầu tiên là được công ty bao tiêm vaccine, từ thời gian sớm, địa điểm sạch đẹp, đến thủ tục đơn giản, có hướng dẫn tận tình. Vốn không phải người ngại kim tiêm, tôi vẫn khá hồi hộp. Cả buổi sáng trước khi tiêm cứ râm ran trong bụng. Thế nhưng khi đến nơi, nhìn không gian điểm tiêm FPT Tower thoáng rộng, mọi người phấn chấn rộn ràng. Tôi chỉ còn cảm giác háo hức thôi. Cũng có thể chính bởi háo hức quá, nên mạch tôi đập liên hồi, phải đợi đo lại đến 3 lần mới được chuyển sang bàn tiêm. Qua vòng khám sàng lọc và được các bác sĩ cho tiêm, đó chính là cái may thứ hai. Cái may thứ ba là mọi triệu chứng tác dụng phụ sau tiêm của tôi đều rất sách giáo khoa, không có gì bất ngờ cả. Sau khi tiêm mũi AstraZeneca này khoảng 7 tiếng, tôi bắt đầu sốt, trong đêm chạm ngưỡng 38,5 độ, rồi dịu dần và ổn định. Đến hôm sau chỉ còn mệt mỏi và nhức chỗ tiêm. Tôi ăn uống bình thường, thậm chí không cần đến thuốc hạ sốt. Rồi sang ngày tiếp theo nữa, mọi thứ lại như chưa từng có mũi tiêm nào cả. Và cái may lớn nhất, đó là tôi đã được phần nào bảo vệ trước virus SARS-CoV-2, thực hiện được phần nào trách nhiệm với cộng đồng và cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn giữa tình hình dịch bệnh quá đỗi phức tạp như hiện nay. Tôi trân trọng cơ may này. Chị em thính giả thân mến, đến cuối tháng 7, đã có 33% nhân sự FPT toàn quốc được tiêm vaccine COVID-19, chưa kể các on-siters. Anh chị em hẳn cũng đã được đọc không ít chia sẻ từ họ về trải nghiệm tiêm chủng. Hôm nay, khách mời đầu tiên của podcast cũng sẽ kể câu chuyện vaccine của chính mình. Đó là người FPT đã nhận mũi tiêm mở màn đợt tiêm chủng COVID-19 quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam, không ai khác là Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa. Anh Khoa kết nối với chúng ta từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chào anh Khoa, rất vui mừng được trò chuyện với anh tại số podcast lần này. Chào bạn và xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình. Anh có thể chia sẻ về trải nghiệm tiêm vaccine của chính mình được không ạ? Đầu tiên là về tinh thần này, sự chuẩn bị của anh trước khi tiêm.
Phải nói rằng là cái mũi tiêm của tôi, lần đầu tiên của tôi, nó rất là đặc biệt, nó rất là bất ngờ. Hôm đó thì tôi hoàn toàn không có một sự chuẩn bị nào hết. Tôi đến FPT Software ở khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức, và khi đó thì chúng tôi tiếp một cái đoàn của các lãnh đạo đến dự cái chương trình, gọi là tổ chức cái chiến dịch tiêm số 1 lần lần đầu tiên. Đấy thì rất đơn giản thôi, thì tôi có nói chuyện với một lãnh đạo thành phố, thì các anh ấy hỏi rằng là cái bạn đã tiêm chưa, thì tôi nói là tôi chưa tiêm. Thì khi đó thì tôi nghe được chính lời một lời nói của một lãnh đạo của Bộ Y tế, anh ấy nói rằng là cái vaccine tốt nhất là vaccine bạn được tiêm nhanh nhất, cho nên đây là một cơ hội, em hãy vào tiêm. Và khi đó thì tôi cũng rất là tin, và cũng nên tôi thấy là người FPT chúng ta cũng đang sẵn sàng để cho mũi tiêm đầu tiên. Và có thể là một cái sự tình cờ nào đó thì tôi được đưa ngay vào ghế đầu tiên và để tiêm, và người ta gọi là mũi đầu tiên tại FPT Software ở quận 9 ngày hôm đó. Vậy còn quá trình tiêm thì sao ạ? Nói về quá trình tiêm, chúng ta mất khoảng độ 5 phút để đo huyết áp và lấy các cái thông tin cơ bản. Sau đó chúng ta mất 3 phút để có bác sĩ tư vấn hỏi về sức khỏe của chúng ta và có hỏi là chúng ta có đồng ý tiêm hay không. Tôi xin chia sẻ rằng là tiêm là nhu cầu của mỗi người, là quyền của mỗi người. Chúng ta có thể không tiêm vào lúc đó. Còn khi chúng ta tiêm, đồng ý tiêm thì chỉ trong vòng, tôi nghĩ rằng chỉ đến bàn tiêm thì tích tắc trong vòng chưa đến 30 giây là xong và không có vấn đề gì xảy ra hết. Sau khi tiêm về thì phản ứng của cơ thể anh Khoa thế nào ạ? Sau khi tiêm thì tôi cũng có một chút sốt nhẹ vào buổi tối, sau đó thì mọi thứ thì bình thường. Thì tôi cũng nghĩ rằng là vaccine thì thứ nhất là cũng đã được các cái tổ chức quốc tế WHO công nhận, được Bộ Y tế, được Chính phủ Việt Nam công nhận. Mặc dù đây là cái phê duyệt vaccine tạm thời, tuy nhiên thì tất cả những thông tin về mặt y khoa, y học thì đều tốt, và tôi nghĩ rằng chúng ta nên làm như vậy. Tôi cũng thấy là mọi người cũng rất là sợ tiêm xong thì như thế nào, có làm sao không, và bây giờ quả thực là cái thông tin ở trên mạng nó có quá nhiều, dẫn đến là nó tác động đến cái tâm lý của mọi người. Còn phản ứng sau tiêm tôi thấy hết sức bình thường. Tôi cũng hay nói với các bạn, mà đặc biệt là các bạn có gia đình trẻ con, là chúng ta đôi khi chúng ta cho các bạn bé đi tiêm, các bạn cũng sốt mất 3 4 ngày cả tuần các bạn cứ bỏ ăn thì bình thường. Cho nên là chúng ta đến đến đau khổ còn không sợ sợ gì một mũi tiêm. Do đó thì tôi nghĩ rằng là sức khỏe chúng ta còn khỏe, chúng ta còn ở độ tuổi trẻ thanh niên thì không có gì phải ngại. Anh từng phát biểu trước báo chí ngay sau khi tiêm vaccine rằng là anh cảm thấy rất may mắn. Anh có thể nói rõ hơn về cái cảm nhận này không? Tôi cũng thấy rằng mình rất là may mắn khi mà được tiêm vaccine trong bối cảnh Việt Nam chúng ta còn đang rất thiếu, cái số lượng vaccine của chúng ta còn đang rất thiếu. Và thực tiễn là để triển khai được hết cho người dân của Việt Nam không dễ. Cho nên tôi nghĩ rằng là được tiếp cận tiêm vaccine sớm là một cái điểm may mắn của tất cả chúng ta. Do vậy thì hãy chắt chiu từng cái cơ hội đấy của mình, đừng để mất cơ hội. Đó cũng là quan điểm của anh Khoa về việc tiêm chủng phải không ạ? Đúng rồi, tôi nghĩ rằng là không chỉ ở chúng ta FPT, không chỉ chúng ta người dân Việt Nam, mà tất cả mọi người trên thế giới này cũng đều được tiếp cận vaccine. Cho nên hãy tiếp cận vaccine càng nhanh càng tốt. Vậy anh có chia sẻ gì về việc tiêm vaccine hiện nay tại FPT ạ? Các bạn có thể nhìn thấy rằng là Việt Nam chúng ta cũng đang đẩy rất nhanh cái tốc độ tiêm chủng. Nhưng các bạn hãy nhớ một điểm là chúng ta tiếp cận và cái nguồn vaccine của chúng ta rất rất là khó. Công ty thì đang tập trung tìm mọi nguồn để đẩy nhanh cái tiến độ tiếp cận của vaccine. Tuy nhiên, tiêm vaccine này là do nhà nước tài trợ, do nhà nước thực hiện, và chúng ta thực hiện theo các quy định của nhà nước. Chỉ có là chúng ta sẽ cố gắng là tìm mọi cơ hội để người FPT được tiêm càng nhanh càng tốt. Các bạn có thể thấy rằng là nhìn sang bên ngoài đi, ở các khối sản xuất, khối kinh doanh dịch vụ khác, đặc biệt là khối sản xuất, có hàng triệu cán bộ công nhân viên đang làm ở các cái công ty về sản xuất, đặc biệt là xuất khẩu, họ đang không tiếp cận được vaccine, và cái đó hoàn toàn gián đoạn đến công việc của họ. Mà khi gián đoạn đến công việc, nó sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống của họ, ảnh hưởng đến thu nhập của họ, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ mà chúng ta có thể không lường trước được. Đối với tập đoàn FPT của chúng ta, tôi nghĩ rằng việc tiêm vaccine là tối quan trọng. Cái thứ nhất là nó bảo vệ tính mạng của chúng ta, bởi vì là khi chúng ta được tiêm một mũi thì cái nguy cơ tử vong nó đã giảm xuống.
Cái thứ hai, chúng ta cũng cần phải đảm bảo bảo vệ cái cộng đồng gồm có công ty, có gia đình, có người thân. Và cái điểm thứ ba là quan điểm của tập đoàn FPT là tìm mọi cách để tiếp cận vaccine một cách sớm nhất. Và cũng mong rằng các bạn, cán bộ công nhân viên, các anh, các chị, chúng ta cùng hợp tác, tiêm phòng và không bỏ phí bất cứ một cơ hội nào khi chúng ta được tiêm. Bất cứ loại vaccine nào được phê chuẩn ở Việt Nam, chúng ta được tiêm. Thực tế là có không ít người chần chừ trong việc tiêm, như anh đã nói đấy. Lý do thì muôn vàn, sợ đau này, sợ sốc phản vệ này, thậm chí là sợ chết trước khi nhiễm Covid luôn. Anh Khoa nghĩ sao về điều này ạ? Thứ nhất thì tôi cũng muốn chia sẻ rằng là các bạn nên tiếp cận các cái thông tin chính thống, các thông tin khoa học về vaccine. Đừng bởi vì nghe hôm nay trên mạng nói thế này, nghe trên mạng nói thế kia mà ảnh hưởng đến cái quyết định của các bạn. Cái điểm thứ hai tôi cũng muốn chia sẻ rằng công ty sẽ cố gắng tìm cái nguồn vaccine nhanh nhất đến với các bạn. Nếu các bạn vì lý do nào đấy mà từ chối tiêm vaccine thì có những cái cơ hội của công ty dành cho các bạn không còn nữa, mà các bạn sẽ phải tự tìm cái nguồn tiêm vaccine cho mình ở địa phương, ở các mối quan hệ khác. Quyền quyết định thuộc về các bạn. Tôi xin nhắc lại, các bạn có thể từ chối và như vậy là các bạn sẽ khước từ cái sự giúp đỡ của công ty và các bạn sẽ tự tìm cái nguồn tiêm cho mình. Và nếu mà các bạn nhìn rộng ra sẽ thấy sau này xã hội sẽ phân chia rất rõ ai là người đã được tiêm vaccine, ai là người chưa được tiêm vaccine. Những người được tiêm vaccine sẽ được tự do, chủ động di chuyển, đi lại với các vùng miền, với lại các quốc gia. Còn những người chưa tiêm, họ sẽ gặp rất nhiều những cái hạn chế khác. Và những cái thông tin này thực tế nó đã xảy ra ở tất cả các nước có tỷ lệ tiêm phòng cao. Vậy anh có thể gửi gắm vài lời đến những người đang còn những cái nghi ngại trong lòng về việc tiêm vaccine COVID-19 không ạ? Như các bạn đã biết thì hiện nay ở trong thành phố Hồ Chí Minh, cái việc mà các cái ca nặng F0 và những ca mà tử vong, thậm chí là người nhà FPT, người thân của cán bộ công nhân của FPT chúng ta đã có những phụ huynh, những bố mẹ đã không qua khỏi cái Covid này, chúng tôi rất là đau lòng. Cho nên chúng tôi một lần nữa muốn khuyên các bạn rằng có cơ hội tiêm, hãy tiêm. Đừng vì sợ, đừng vì lo lắng mà tước bỏ đi cái cơ hội miễn dịch cùng với mọi người. Tôi xin nhắc lại là tiêm là rất quan trọng và tiêm nó sẽ bảo vệ sự sống của chúng ta. Tiêm rất bình thường, rất rất bình thường. Có nhiều bạn sẽ, đặc biệt là các bạn trẻ, chúng tôi có một cái thống kê nhỏ nhỏ là những người ở thế hệ 6X, 7X thì cái việc tiêm vaccine này gần như là như một cuộc rong chơi, không có gì hết. Nhưng các bạn từ cuối 8X cho đến 9X và gần 2000 thì quả thật là nó sẽ hơi sốt một chút, nó hơi đau mỏi xương khớp một chút. Nhưng bạn nào lâu thì khoảng độ 1 ngày rưỡi, 2 ngày. Còn thường thường thì chúng ta mất khoảng 1 ngày, người nó hơi khó chịu. Và khi đó các bạn sẽ uống thêm nước cam, uống nhiều nước. Có thể sử dụng một ít cái thuốc hạ sốt. Cho đó mọi thứ ok. Và tôi nghĩ rằng là cái tâm lý, nó sẽ giải phóng tâm lý cho các bạn là một. Cái thứ hai nữa là khi cơ thể chúng ta có kháng nguyên thì cái việc mà chúng ta khi bị nhiễm bệnh nó sẽ giảm bớt đi cái sự ảnh hưởng của Covid. Nó sẽ, một là nó sẽ giảm tỷ lệ tử vong, hai là nó sẽ làm nhẹ đi cái quá trình điều trị. Và một cái đơn giản hơn nữa, tôi mong các bạn FPT rằng cái hệ thống y tế, cái cơ sở hạ tầng y tế của chúng ta không mạnh, do đó chúng ta làm được việc gì mà để giảm tải cho xã hội, giảm tải cho hạ tầng y tế là cái điều chúng ta rất nên làm. Cảm ơn anh Khoa rất nhiều về những chia sẻ này. Mong rằng sẽ có nhiều dịp được trò chuyện thêm cùng anh trong kênh podcast của chúng ta. Rồi, chào Hạ và xin chào các bạn đã nghe chương trình. Tôi hy vọng rằng các bạn cũng sẽ cùng đồng hành, cùng hợp tác với công ty để chúng ta có tỷ lệ tiêm tốt nhất, bảo vệ chính chúng ta, đồng nghiệp, gia đình và xã hội. Anh chị em thính giả thân mến, tôi xin được mượn lời của CEO nhà F để kết chương trình. Hãy chắt chiu từng cơ hội tiêm vaccine. Vaccine đi, đừng sợ. Cảm ơn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những số podcast tới.